Hello anh em nha, hôm nay hai cha con mình tranh thủ một chút thời gian làm chuyến đi săn nha. Rồi bây giờ anh em hai cha con mình thì đi xuống nhà Toàn, bà Nguyễn để rủ Toàn đi bắn luôn nha. Ủa tao đi rồi hả? Dạ để con đi luôn đây. Dạ vậy cháu đi trước đi đây. Dạ để con đi đây. Dạ còn đi trước vậy anh em, giờ mình dí theo thôi. Chợ cu sumo đi. Ở dưới còn không phải sumo là gì nữa. Rồi đi, chiến đấu. Chiến đấu thôi. Không lùm ngay. Em đầu tiên nha anh em. Hôm nay mình đi với cây vẫn là cây đầu lâu phiên bản mới nhất của mình. Đây đây là phiên bản mới của mình nha anh em. Lên nữa bên trên kìa Khang, trên bên kia bên trái đâu, bên trái mà đi nữa, đi qua bên trái đó. Rồi đó, một cái phiên bản mới nhất của mình đây nha anh em. Đây phụ dây hôm nay vẫn đi là phụ dây là 13, 19, 180 dây pha con nha anh em, bắn với B7 anh em, cái Xiaomi. Đây em cu đầu tiên của mình đây, chết không có mang theo cái bịch đây. Rồi này thì với con trai của mình đi quay cho nó bắn. Rồi mình tiếp tục nha anh em, let's go. Ôi bắn đi, hai thằng coi chừng mất, hai thằng bắn đi coi chừng mất, con sóc nó tiêu á. Bắn sao bắn phụ nữa, hình như mà bắn trúng cho chúng rồi sao á. Ôi nó chuẩn bị rớt rồi, nó chuẩn bị rớt kìa. Nhanh lên, cố lên đó. Hai ná thủ nhí đang săn sóc nha anh em. Kìa đó, nó bu đó là hai thằng nó bắn đi. Mày tìm chỗ khác không có chỗ cây bắn. Qua bên đây trời ha. Đó nó lủi qua đâu, nó lủi qua nữa rồi. Ở đây không có nhà cửa, tao bắn dây có cuốn dây gì con đó. Giờ đâu chúng cái nhánh cây mấy em xí nữa. Đang đây đó, bắn phải nhìn kỹ nữa nha, không có mất á. Vô, thằng quốc rồi thằng. Con này thông đích rồi. Chiều ra lấy cho con tí B7, bắn B8 biết hơn muốn hết luôn. Bắn như người đấy, sao bắn cứ đè cây bắn không? Sao con mê nhìn cây mà bắn suốt ngày bắn cái tao xuống. Con rớt này không để tí mất. Mất.
bút đây tao. Ui dạ. Bắn ý. Rồi. Đó. Lần lần lạng hơi mất luôn. Rượt. Coi chừng nó cắn đó nha con, coi chừng. Rồi. Khang ơi, Khang ơi, Khang ơi. Bắn cái gì Khang? Thôi Thắng ơi. Chết rồi, bắn gì nữa. Rồi. Coi hai ly nát thùng dí mới hại được em sóc nha. Bởi. Rồi tiếp tục cho anh em. Sắp đất nha. Chà bá luôn. Rồi. Quất nó. Nó bay rồi. Ờ bộ đen quất nó luôn. Thấy bộ đen này chơi nó. Cái mù khế bộ đen là quất nó liền. Đó, nó đứng nó kêu kìa. Nó kêu Thắng với Khang ơi. Ừ, chơi nó. Thắng bắn gì về vậy bắn. Chơi nó. Ủa, con này ngon ạ, con này liều mạng ạ. Bắn nhẹ cái này nó ra gì? Nó chưa đọt trong á. Đây đây đây, đây khu vực. Cái cành cây. Rớt. Đó, kìa kìa kìa, ôi con, ôi xôi. Còn chừng cái chừng sang Thắng chạy tới kìa, khác. Ui xưa, còn chừng chui vô kia rồi xong luôn. Không đi. Kìa kìa kìa. Ui xôi xưa. Con rớt. Em bay đi luôn à. Hay quá. Thang mới hạ được em cu nha anh em. Quá hay luôn anh em. Đó, Khang mới hại được em cu nha anh em. Quá VIP luôn. Nhanh lên, nhanh lên. Long phụng. Quá đã. Rồi. Sáng giờ không bắn được không? Rồi tiếp tục nha anh em, tiếp tục. Vô lượm hết nha. Rồi tiếp tục nha anh em. Rồi, một em này em xúc đất nha. Trời ơi. Ui anh em xem xúc đất đồ bự nè. Trời ơi cái hột trái đó nè. Trời ơi. Ừ, xúc đất già dữ lắm anh em ơi. Có một con sói nè. Ủa, ông chạy nè. Để anh chạy nó cho mất tiêu rồi. Thôi đi, nó xuống. Đi, trời ơi. Nó gấp quá, mình không có bật máy quay cho anh em xem nha. Vẫn là chặt cột tới ba nha anh em. Trời ơi. Khang này bắn cái gì Long Phụng. Hủ dây hôm nay chắc Khang là 2.1 13.9 2.1 giờ tung pha con. Kéo full. Rồi, giờ mình tiếp tục hai em rồi nha anh em. Rồi. Rồi tiếp tục nha anh em. Let's go.